xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Toán Xe nhá. Hôm nay thì nổi hứng lên, thay đổi content một chút, mang anh em trở lại với tựa game New State Mobile. Ngày hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục bay vào cái khu quá quen thuộc với tất cả những anh em mà chơi New State rồi. Đó chính là khu vực trường học anh em ạ. Đấy thì bên New State này thì những khu vực mà đông vẫn là những khu vực rất quen thuộc thôi. Trường học, chung cư, Rozov, Pochinki cũng như là quân sự anh em ạ, cực kỳ đông, và hai khu cảng nữa. Nhưng mà mình thì mình vẫn thích nhảy xuống đây. Đấy, nhảy đến đây là thấy người cái là bắn luôn. Đây 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 đây. Một mạng ra đi. Ở bên này thì khá là nhiều súng mới nha anh em. L85A1 rồi AK cái quần què gì đấy, rồi khẩu M1011 cái gì đấy, nói chung là nhiều lắm anh em ạ. Nhưng mà mình vẫn sẽ mang cái combo ở bên PUBG Mobile để qua đây anh em nhá. Combo đang ở trong meta của PUBG Mobile, qua đây để xem là nó hoành hành như thế nào anh em nhá. Rồi, kiếm khẩu súng sóc lọ đã rồi mình sẽ xử lý cái thanh niên ở dưới nhà nhá. Còn tiếng chân mà. Ủi ôi. Chung cư cũng có kìa. Đây, tiếng chân. Nghe rõ như một một rồi. Ở ngay phía trước này, lại ở phía dưới rồi. Thanh niên này có vẻ chạy khá là loạn luôn đấy mọi người. Ở góc nào nhỉ? À đây. À! Nào. Thanh niên ngó ra chứ. À, cho cứu à? Có nên cứu không nhỉ? Không biết có phải người Việt Nam không? Xem có nói gì không nào. Thử nào, thử cứu xem có nói gì không. Không thấy nói năng gì anh em ạ. Cùng nói thì không cứu. Đỡ mất công anh em ạ. Mất công đi theo mình lại KS mạng của mình nữa. Cho nên là tốt nhất là xử lý luôn. Ok. Rồi, bây giờ thì mình cứ lượn lờ ở đây một tí. Kiếm thêm khẩu súng sóc lọ nào ngon ngon đấy. Nói chung thì ở bên này thì mình nghĩ là cái meta sóc lọ nó cũng khá là kiểu phổ biến đấy. Bởi vì là bên này thì nó cũng tựa giống bản PC. Mà PC thì sóc lọ nó là một trong những khẩu súng mà quá là phổ biến rồi. Cho nên là để mà nói cái combo sóc lọ thì kể cả bên mobile, kể cả bên PC, kể cả bên New State này thì mình nghĩ nó đều là trong meta thôi. Ngày trước khi mình trải nghiệm con game này mình cũng cầm sóc lọ rất là nhiều rồi. Nên là mình nghĩ là để mà cận chiến thì anh em cứ cầm sóc lọ là ngon nhất. Tuy nhiên thì cầm sóc lọ các bạn phải nhớ để ý là nó sẽ phá tay các bạn đi khá là nhiều đấy. Có tiếng chân này. Hình như đây tiếng chân của con boss thôi anh em ạ. Chắc chắn đây tiếng chân con boss rồi. Ui dồi ôi. Boss lại còn biết cả lộn nhào cơ anh em ạ. Rồi, hợp lý. Bây giờ có lẽ là mình sẽ đẩy sang bên chung cư. Đẩy sang bên chung cư để bắn nhau đi. Trước khi đẩy thì quan sát tí. Cái tựa game PUBG cái tựa game New State Mobile này ấy, nó hơi bị kiểu quan sát hơi khó một tí anh em ạ. Cho nên là việc mà để mà nhìn thấy địch ấy nó cần một cái sự tập trung cực kỳ. Ủa ôi. Chạy đi đâu đây? Ồ, một thanh niên tên Trung Quốc này. Ai. Ui. Ui, suýt chết luôn này anh em này. Sợ vãi trưởng luôn. Bên này thì mình cảm giác như cái sát thương của nó ấy, cái sát thương của khẩu súng ấy nó rất là ăn luôn đấy. Đấy, cho nên là chỉ cần xoạt một phát thôi, các bạn không để ý là các bạn chết liền luôn đấy. Cho nên là phải rất là cẩn thận. Một sai lầm thôi là phải trả giá. Tự nhiên nó còn boss đi đằng sau này nữa. Ây à, thanh niên kia spam ghê phết nhờ. Ui, mất khá nhiều máu rồi đấy. Tới luôn. Ok. Úi dồi ôi, cứ bắn đi bạn ơi. Cứ bắn đi, đừng ngại ngần. Mình sẽ đi xuyên qua khu nhà này, vào thẳng nhà đấy bắn luôn anh em ạ. Chắc chắn là thanh niên này sẽ cứu rồi. Kiểu gì cũng phải bò vào trong nhà thì mới cứu đúng không anh em? Mình cá với các bạn là như vậy luôn. Ồ, có khẩu S12K này. Hợp lý thật. Cứu ở đâu nhỉ? À, vẫn ở ngoài à? Nào. Ồ, thanh niên còn đang ngồi này. Nào bạn ơi, vào đây.
thanh niên này biết chơi đấy anh em ạ. Để mình spam xem nào. Ui 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 rồi ôi. Trèo vào là chết rồi. Trèo vào là chết rồi, có tiếng súng nữa này. Từ từ mình phải gạt, gạt nhanh nha anh em. Gạt hết. Quá ngon. Đây, tiếng chân đang đến này. Nhưng mà nghe nghe giống tiếng chân boss lắm. Rồi, chính xác là boss rồi anh em ạ. Không thể nào sai được. Đây, từ từ đã. Giờ đến cái có tiếng súng. Ui, vẫn đang bắn nhau căng lắm. Mình đã bảo với anh em mà trong cái khu này chỉ có mấy cái khu giống như kiểu Pochinki này rồi quân sự cảng củng ấy. Các bạn chỉ cần nhớ đường bay thôi là cứ thế mà đi mà tìm người. Đây, vừa đáp hòm tiếp tế luôn này. Rồi, cứ bình tĩnh. Con máy bay, à nó bay đi thôi. Hòm tiếp tế nó giải xuống kia rồi. Thì chắc chắn là địch ở phía trước rồi. Nên là mình cứ từ từ thôi. Bình tĩnh quan sát anh em ạ. Không vội được. Ở trong con game này mà các bạn vội một phát thôi là các bạn quẳng chó luôn đấy. Và mình nhắc đi nhắc lại rồi, ở đây quan sát cực kỳ khó luôn. Cực kỳ khó. Và đặc biệt là ở đây các bạn phải để cái ánh sáng cực kỳ thấp thì các bạn mới có thể nhìn được. Chứ mà anh em kéo như là kéo bên PUBG Mobile mà các bạn kéo 150 thôi khỏi cần nhìn luôn. Vừa bắn nhau ầm ĩ mà bây giờ tự nhiên im ắng đến lạ thường. Có thể là thanh niên này nghe được cái tiếng xe của mình rồi. Ủa ui, chết zone này mà nó nổ một phát vào nhà này thì thôi. Liệm luôn đấy anh em ạ, liệm luôn đấy. Cái căn nhà cô đơn bên bản New State này ở cái khu Pochinki này. Ở đây rồi, đây. Ui, bắn nhau. Ghê. Bắn nhau ghê quá. Một người nằm xuống. Có đồng đội gì hay không? Gọi tới đi. Gọi nhanh tới. Nói chung bên bản New State này ấy, nhà khi mà vào Pochinki ấy các bạn phải cực kỳ cẩn thận. Nhà vỡ, nhà vùng rất nhiều luôn. Mắc cua lung tung lên. Nhưng mà chỉ một tình huống mà anh em chỉ không nghe được thì tiếng chân thôi anh em ạ. Là các bạn chết ngay. Bởi vì súng ở đây đam nó ăn lắm. Nó không như bên New State đâu. Nhiều khi bên New State nhá, các bạn bị bắn ném đúng không? Các bạn vẫn có thể gọi là quay lại để trả đam đối thủ và gọi là hạ gục đối thủ. Như ở bên đây mà đã bị bắn lén ấy thì khả năng mà anh em sống thì thấp lắm anh em ạ. Thật, mình nói thật, không phải nói điêu đâu. Khả năng mà bị bắn lén ở trong đây mà anh em còn mà cựa quậy được ấy thì tốt nhất là anh em nên giơ tay ra để xin người ta gọi là triệu hồi mình thôi. Chứ không có nhúc nhích được đâu. Đây, chắc đồng đội của bạn ấy vẫn ở trong đây này. Thấy mình đi xe bắt đầu tỏ cái thái độ đấy. Từ từ đã nhá. Cất con xe nhẹ nhàng vào đây. Để xem xét cái tình hình đã anh em ạ. Thấy mình đi xe một cái thôi là thanh niên cũng... đáp bom luôn này. Ây à, ghê gớm đấy. Anh em thấy chưa? Mới lại thường thì những người chơi con game New State này thường là những người chơi biết chơi rồi ấy. Anh thử ra cũng không đùa đâu anh em. Đấy, nhà vỡ này. Kìa. Bên phải cũng có này. Hơi mệt mỏi. Ô. Rồi cứ vào nhà tôi đi, rồi bạn sẽ chết thôi. Thanh niên không chạy lên luôn. Ây à. Đấy, nhìn cái kiểu công nhà anh em thấy khó chịu không? Nhìn kiểu công nhà anh em thấy khó chịu không? Chết luôn. Có tiếng chân tới nữa. Ôi, không chết à? Ôi trời, thôi rồi. Đây rồi, mấy thanh niên còn đang mải nút, không để ý mình đâu. Chạy đi đâu bạn ơi? Ừ, tiến lại đây, không có backup mà dám liều như thế à?
Rồi, mải lút và cái kết. Mấy thanh niên này bắn flare gun đây mà. Không cứu, không cứu, không cứu. Nó đuổi anh em ơi, nó đuổi. Vào đây. Ái xa, đứng ở ngay góc nhà này. Má, có xe tới nữa. Có khi nào đồng đội nó không ta? Hay là team khác ta? Từ từ, cái thằng ở dưới này khó chịu thế nhở? Chắc mình phải thịt cái thằng ở dưới này. Xe nó dừng ở phía trên rồi. Đây rồi, nó đứng ở góc nhà anh em ạ. Có lên chơi không nhở? Má, chỉ sợ nhảy ra phát là cái đội nó vừa đi xe. Cái tiếng xe kia là tiếng xe chắc chắn dừng lại rồi. Mày này. Đó. À, vậy là khác team rồi. Cũng đang tính gạt thanh niên này đây. Không cứu. Không bao giờ tôi cứu. Tôi chỉ cứu người Việt thôi. Tôi không cứu người nước ngoài. Rồi, còn bọn mới đi xe tới nữa. Có lẽ là mình sẽ vào nhà đôi mon này để thủ. Cũng như quan sát cho nó dễ anh em ạ. Chứ ở nhà kia thì cũng không quan sát được mấy. Mấy thanh này chắc chắn là dừng ở trên đồi rồi. 100% luôn. À. Lộn xuống đây. Á. À. Ồ, cái tên này quen, hình như là ái già, cái team mà bắn chết mình ở trong Pochinki đây chứ đâu nữa. Rồi ôi, thôi xong rồi. Đời các bạn đến đây là cô liệu. Cầm khẩu súng gì mà nghe bắn sợ thế? M249 đúng không? Thế là mình đánh lừa thanh niên này. Ồ, chạy xuống luôn rồi à? Trời ơi, bắn xuyên cây luôn. Rồi, đáp sờ mốc à? Làm sao? Như thế nào? Vừa rồi gạt căng lắm mà. Hả? À. Có nên cứu không anh em nhỉ? Hay là mình cứu đi à? Cứu để thể hiện là lòng khoan dung và độ lượng của mình đi. Đằng nào cũng hết rồi. Hết người rồi. Đây, cứu nhá. Một mạng này. Cứu luôn này. Ở bên đây mà hai người cùng cứu là đấy, nó giảm thời gian đi rất nhiều luôn anh em ạ. Thanks bro. Ô, có tiếng xe. Thanh niên kia vẫn đang bắn này. Không để ý xe đang tới này. Ôi dồi ôi, đâm thế thì chết rồi bạn ơi. Nào, Nhảy đi đâu. Rồi ôi, lái xe đâm vào hàng rào. Rồi ôi, thế thì còn gọi là án tử rồi đâu nữa. Ôi xin. Xin là xin vĩnh biệt cụ thôi. Hai cái thanh niên được mình cứu nói nhiều thật sự luôn anh em ạ. Đệt. Ô, tóe máu kìa. Ô, vãi nồi. À, hình như không phải là thanh niên đấy ăn mạng của mình thì phải. Đang bắn ai ta? Rồi rồi, mình cứ chạy lên đấy đi. Hình như đấy là con boss thôi anh em ạ. Đây. Vãi nồi. Vậy mà không chết. Holy shit. Hết đạn rồi. Mẹ, con boss này nó trâu thế nhở? Đây rồi, đây. Trời đất ơi, đừng làm như thế với tôi. Đừng. No. No. Ui, vẫn không chết anh em ạ. Sao nó trâu thế rồi? Sao luôn, bị thanh niên kia bắn tóe máu rồi. Ui giời ơi, khổ thân con boss của tôi quá. Sao nó trâu dữ vậy ta? Thôi đổi lấy khẩu DP đi. Ui, khẩu DP cũng ít đạn vãi nồi. Còn có 40+ viên. Ok. Rồi xong. Cũng lại mồi ngon cho mấy thanh niên kia rồi. Ồ, đoạn cuối này toàn boss rồi anh em ạ. Đoạn hình như là trong trận đấu này có bao nhiêu người là mình liếm hết rồi. Bây giờ còn có một thanh niên cuối ấy. Tôi nghĩ cũng là boss nốt đây anh em ạ. Boss nốt thôi. Có bao nhiêu người bị mình luộc sạch rồi đâu nữa. Đây, để kiếm đốt một làm top 1 cho anh em nào. À đây rồi. Rồi, top 1 winner chicken dinner. Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy cái dòng chữ winner chicken dinner anh em nhỉ. Rồi. Đấy thì ok.
Thi thoảng đổi gió cho anh em một tí. Nếu anh em thích những cái tựa game giống như kiểu New State Mobile này, anh em nhớ comment cũng như là like và chia sẻ cái video giúp cho mình nhá. Thì mình sẽ làm thật nhiều những video liên quan đến những tựa game khác để anh em có những cái giây phút mình gọi là đổi gió anh em ạ. Tạm biệt anh em, hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo nhá. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn Xe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.